Tổ công tác số 1 Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện Đất Đỏ vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thị trấn Đất Đỏ về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2023. Báo cáo với đoàn kiểm tra của huyện Đất Đỏ, lãnh đạo thị trấn Đất Đỏ cho biết, thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thị trấn quan tâm thực hiện. 6 tháng đầu năm nay, thị trấn tổ chức đối thoại với 170 hộ dân về chính sách an sinh xã hội, tham gia phản biện xã hội về dự thảo kế hoạch hoạt động chợ đêm, giám sát công trình thi công tuyến kênh Bà Đáp, tiếp nhận và hòa giải 8 đơn khiếu nại của người dân. Thị trấn niêm yết công khai 140 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, giải quyết hơn 1.600 hồ sơ hành chính cho tổ chức và công dân trước và đúng hẹn, đạt tỷ lệ 100%. Tổ công tác số 1, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện Đất Đỏ, đề nghị địa phương xây dựng quy chế hoạt động cụ thể rõ ràng, đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết quy chế dân chủ trong cán bộ và nhân dân, tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân. Các chương trình giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng cần đề ra chương trình, nội dung và chủ đề giám sát cụ thể.